Một mùa hè bùng nổ với người hâm mộ làng Túc Cầu khi cả hai giải đấu rất được chờ đợi là Euro và Copa America đều diễn ra. Đây là hai sân chơi quy tụ những tên tuổi lớn nhất của bóng đá thế giới và như một điều quen thuộc ở mỗi mùa hè như thế này, chúng ta hãy cùng so sánh đội hình tiêu biểu từ hai ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu và Nam Mỹ. Bắt đầu với Euro 2020, giải đấu khởi tranh trước. Ở vị trí thủ môn, nếu phải chọn ra người kinh nghiệm nhất, bản lĩnh nhất và thành công nhất, khó ai qua được Manuel Neuer. Thủ thành thuộc biên chế Bayern Munich lúc này dù đã bước đến tuổi 35, nhưng vẫn là sự lựa chọn số 1 trong khung gỗ của những cỗ xe tăng Đức. Nên nhớ rằng tuyển Đức lúc này không thiếu thủ môn giỏi như Ben Leno hay là Kevin Trapp. Thế nhưng Neuer vẫn đứng ở đó một cách hoàn toàn thuyết phục. Đây có lẽ là giải đấu quốc tế cuối cùng của Neuer trong đội tuyển quốc gia. Lứa thế hệ kế cận anh đã đủ chín và người thay thế Joachim Löw nhiều khả năng sẽ không ưu tiên Neuer nữa. Đó là động lực đủ lớn để người gác nền này cống hiến toàn bộ những gì tinh túy nhất. Ở thời đại mà mọi thủ môn đều phải dùng chân, Neuer xứng đáng là bậc thầy khi đã thực hiện nó từ gần một thập kỷ trước. Giữa một tuyển Đức trẻ trung và mới mẻ, Manuel Neuer chính là biểu tượng còn sót lại từ thế hệ vàng với nhiệm vụ dẫn dắt đại bàng trắng trở lại vinh quang. Tiếp đến sẽ là đội hình tiêu biểu của Copa America, giải đấu mà phải rất vất vả nó mới được diễn ra. Có một sự thật khá hài hước là tất cả những ngôi sao trong đội hình này đều đang chơi bóng tại châu Âu. Trong khung gỗ là Alisson Becker, thủ thành đã tỏa sáng theo đúng nghĩa đen với một bàn thắng quan trọng trong hành trình vào top 4 của Liverpool. Nếu nói về đối thủ lớn nhất của Alisson thì đó cũng là một cái tên khác, Ederson. Cặp trung vệ phía trên của đội Euro hoàn toàn thuộc chủ quyền của thành Manchester, Ruben Dias và Harry Maguire. Đây được đánh giá là hai trung vệ xuất sắc nhất Premier League mùa giải vừa qua. Và một kỳ Euro mà Sergio Ramos bất ngờ vắng mặt, chúng ta khó tìm ra sự lựa chọn tốt hơn bộ đôi này. Ruben Dias là gương mặt quá xứng đáng để chỉ huy hàng phòng ngự của đương kim vô địch Bồ Đào Nha. Anh sẽ kế thừa di sản của những Pepe hay là Jose Fonte tại hậu tuyến của CD Sao châu Âu. Chỉ một mùa giải ở Man City, Ruben Dias đã bước vào hàng ngũ những người hay nhất thế giới ở vị trí của mình. Khả năng điều phối bóng miễn bàn dưới bàn tay của bậc thầy kiểm soát Pep Guardiola, đọc tình huống và ra quyết định xử lý ấn tượng, phong độ thì không thể cao hơn nữa. Thành bại của Bồ Đào Nha năm nay phụ thuộc rất nhiều vào cái tên Ruben Dias. Với Harry Maguire thì anh gặp đôi chút vấn đề về thể trạng và đã vắng mặt ở trận ra quân với Croatia, nhưng chắc chắn anh sẽ sớm trở lại ngay khi có thể. Tương tự như Dias, Maguire là người có khả năng lãnh đạo và chỉ huy hàng thủ. Trung vệ của Man United cũng từng cùng Tam Sư vào đến bán kết World Cup 2 năm trước. Cựu cầu thủ Leicester hứa hẹn sẽ giúp hàng thủ của huấn luyện viên Southgate thêm vững chắc ở chặng đường sắp tới. Trong khi đó, với đội Nam Mỹ khá ngạc nhiên là một đội bóng nổi tiếng về tấn công như Brazil lại có đến 3 gương mặt ở hàng thủ. Sau Alisson, bộ đôi trung vệ được tạo nên bởi Thiago Silva và Marquinhos. Một người là đương kim vô địch châu Âu ở tuổi 36, người còn lại đang là trụ cột của hàng thủ Paris Saint-Germain. Cộng thêm mối liên kết tốt do cùng quốc tịch giữa cả hai, khó có một lựa chọn nào tốt hơn họ ở giải đấu lần này. Bên hành lang trái của đội Euro gọi tên Andy Robertson của Scotland. Đây cũng là ngôi sao nổi bật nhất của đội quân Tartan tại kỳ Euro năm nay. Ở trận ra quân dù thua nhưng Robertson cho thấy tầm ảnh hưởng to lớn với liên tiếp các tình huống tạo cơ hội. Tiếc rằng chỉ sự xuất sắc của riêng cầu thủ đang chơi cho Liverpool khó lòng giúp Scotland có thể tiến sâu. Phía cánh còn lại, người đồng đội của Robertson là Trent Arnold không góp mặt vì chấn thương. Kieran Trippier cũng là một sự lựa chọn khá tốt. Nhưng cầu thủ này có xu hướng chơi được ở cả hành lang trái. Vậy nên cái tên sẽ góp mặt ở đây là Benjamin Pavard. Cầu thủ 25 tuổi vẫn đang cho thấy được sự ổn định mỗi khi khoác lên chiếc áo tuyển. Hãy cùng xem chủ nhân của bàn thắng đẹp nhất vòng chung kết World Cup 2018 thể hiện như thế nào tại Euro năm nay. Vị trí này cũng là nơi mà đội Euro tỏ ra trội hơn hẳn. Hai hành lang cánh của đội Copa America được chấn giữ bởi những cầu thủ chỉ thuộc dạng ổn như là Nicolas Tagliafico của Argentina hay là Juan Cuadrado của Colombia. Cả hai đều là những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, có chỗ đứng tại châu Âu và ăn cơm tuyển lâu năm. Với Tagliafico thì một kỳ Copa bùng nổ có thể giúp anh chuyển đến một đội bóng lớn hơn Ajax, còn Cuadrado như thường lệ vẫn là mũi công lợi hại của Colombia. Hàng tiền vệ là sự đối lập rõ ràng giữa hai màu sắc khác nhau. Người châu Âu sở hữu những nhạc trưởng đầy sáng tạo, trong khi Nam Mỹ lại tập hợp bởi những công nhân. Ở đấy, hàng tiền vệ của đội Euro không có bất kỳ tranh cãi nào khi điền tên N'Golo Kanté, cầu thủ được cả thế giới yêu quý vừa trải qua một mùa giải đại thành công ở cấp độ câu lạc bộ. Giới mộ điệu đã bắt đầu nói về khả năng giành quả bóng vàng của tiền vệ cao chưa đến 1m7 này. Điều kiện đủ của Kanté chính là danh hiệu vô địch Euro 2020. Trong một tập thể toàn sao như tuyển Pháp,
Kante hoàn toàn có thể mơ đến điều đó nếu như anh vẫn giữ được phong độ như tại Chelsea. Phía trên Kante là những tiền vệ công hay nhất Premier League hiện tại và tiếp tục thuộc chủ quyền của thành Manchester. Hẳn các bạn đã biết đó là những ai, Kevin De Bruyne, ngôi sao lớn nhất của tuyển Bỉ khi mà Eden Hazard đã là quá khứ. Nỗi buồn mất Champions League chỉ được khỏa lấp với cá nhân De Bruyne nếu anh đưa tuyển Bỉ đến vinh quang. Tiền vệ của Man City chắc chắn sẽ dốc hết sức để làm điều đó. Người còn lại, Bruno Fernandes, cũng chơi cho một ứng viên vô địch hàng đầu là Bồ Đào Nha. Giống De Bruyne, Bruno cũng vừa thua trận chung kết châu Âu. Anh sẽ là hạt nhân quan trọng nơi tuyến giữa của Seleção châu Âu. Phía bên kia chiến tuyến, hàng tiền vệ của Nam Mỹ được quy tụ bởi những máy quét ở khu vực giữa sân. Trời đáy là Casemiro, tiền vệ phòng ngự hay nhất Nam Mỹ lúc này. Chưa bao giờ thật sự nổi bật nhưng Casemiro luôn có chỗ đứng vững chắc tại đội tuyển Brazil kể cả khi Fernandinho chưa lớn tuổi. Trên phía trên là một cái tên khác của Real Madrid, Federico Valverde. Tiền vệ của Uruguay là một trong những nhân tố quan trọng nhất của đội bóng này trong nhiều năm qua. Sát cánh cùng anh là một Arturo Vidal già dơ của Chile. Nhìn chung hàng tiền vệ này đủ sức bóp nghẹt bất cứ khoảng không gian nào, nhưng cần phải có một hàng công đầy đủ kỹ thuật lẫn sáng tạo để tạo ra những bất ngờ. Cuối cùng là hàng công, nơi sẽ diễn ra cuộc quyết đấu rất quyết liệt. Mọi ngôi sao tấn công tinh tú của làng túc cầu sẽ tranh nhau cho 6 vị trí. Đến với đội hình Euro, có quá nhiều sự lựa chọn ở đây, nhưng buộc phải chọn ra những người tốt nhất. Một suất bên hành ngang cánh chắc chắn thuộc về Kylian Mbappe. Người ta nói nhiều về mâu thuẫn giữa anh và Giroud, nhưng quên mất rằng Mbappe chưa bao giờ gây thất vọng ở những giải đấu lớn như thế này. Mới 22 tuổi, nhưng cậu bé vàng nước Pháp chính là đáp án cho câu hỏi ai là cái tên đáng chú ý nhất binh đoàn lục lăng hiện tại. Hai năm trước, Mbappe khuấy đảo cả thế giới. Liệu cái duyên chiến thắng của anh có thể giúp Pháp hoàn thành nốt chặng đường còn dang dở tại Stade de France năm nào? Cánh còn lại, Cristiano Ronaldo, cái tên không thể thiếu ở mọi đội hình tiêu biểu tại các sân chơi mà anh góp mặt. CR7 vẫn còn rất phong độ, thậm chí đây nhiều khả năng chưa phải giải đấu quốc tế cuối cùng của anh. Juventus có thể chơi tệ thế nào thì Ronaldo vẫn giữ được sự ổn định của riêng mình thông qua danh hiệu vua phá lưới Serie A. Hiệu suất làm bàn tại Bồ Đào Nha vẫn tốt, thế nên dù có rất nhiều ngôi sao khác ở vị trí này, chúng ta cũng chẳng tìm được lý do đủ thuyết phục để bỏ CR7 ra ngoài. Vị trí trung phong là một cơn đau đầu thật sự và phải nhờ đến sự giúp sức của những con số. Harry Kane với tổng cộng 23 bàn thắng và 14 pha kiến tạo tại Premier League mùa giải vừa qua, xứng đáng được ghi danh. Tottenham chỉ về đích thứ 7, nhưng Kane thì có một năm tuyệt đỉnh về mặt cá nhân và xứng đáng vượt qua những Benzema hay Lewandowski để đá trung phong trong đội hình này. Đó là ba cái tên chơi cao nhất cho hàng công của những ngôi sao châu Âu. Thoạt nhìn thì trông là vô đối, nhưng khi đến những cái tên cho hàng công của đội Nam Mỹ thì đúng là kẻ tám lạng người nửa cân. Một sự hoài niệm cực mạnh về Barcelona 6 năm trước, tam tấu nguyên tử từng làm điên đảo bóng đá thế giới sẽ được tái hợp trong đội hình này. Neymar, Leo Messi và Luis Suarez, ba thủ lĩnh của ba ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch. Messi hiểu rằng anh không còn nhiều thời gian để chinh phục ít nhất một danh hiệu quốc tế, thứ mà El Puga còn thiếu để làm câm lặng mọi chỉ trích. Kỳ Copa lần này là cơ hội không thể tốt hơn cho Messi hiện thực điều đó. Nhưng có vẻ anh đang gặp khó khăn dù kỹ năng sút phạt vẫn mượt như ngày nào. Trường hợp tương tự với Luis Suarez, cầu thủ người Uruguay đã lĩnh sướng Atlético trở lại ngai vàng La Liga và người hâm mộ cũng rất kỳ vọng anh có thể thực hiện điều tương tự với đội tuyển quốc gia. Trong khi Neymar cần có một vinh quang để cứu vãn mùa giải thất bại toàn tập, ngôi sao người Brazil vẫn truyền cảm hứng cực mạnh thông qua lối đá kỹ thuật hiếm hoi của sót lại giữa thời đại này. Tuy vậy thì hiệu quả là điều mà Neymar chưa tìm được. Paris Saint-Germain của anh đã gục ngã các đấu trường chính. Cá nhân Neymar cũng không quá xuất sắc. Copa America trên sân nhà là thời cơ để cầu thủ này lấy lại niềm tin bằng những vũ điệu ở trên sân cỏ. Với những ngôi sao châu Âu sẽ là một lối đá hiện đại và khoa học. Bóng được phát triển từ tuyến dưới thông qua trục giữa với những nhạc trưởng hàng đầu. Các tiền đạo luôn biết chọn thời điểm để di chuyển và phối hợp. Mọi thứ được vận hành như đã lập trình. Nhưng ở đội tuyển ngôi sao Nam Mỹ sẽ là một thứ bóng đá phóng khoáng và hoang dại hơn. Tuyến dưới sẽ là mọi thứ để có được trái bóng, sau đó tìm cách đưa lên thật nhanh cho bộ ba nguyên tử ở phía trên. Đơn giản vậy thôi, nhưng sát thương chắc chắn là rất đáng gờm. Một chút giải trí và chúng ta sẽ lại tiếp tục với guồng quay bất tận của trái bóng tròn Euro và Copa America, một mùa hè không ngủ với những con chiên ngoan đạo của làng túc cầu.